Không có gì ngon hơn KitKat vàng cả. Muốn mở bánh mì sao? Tuyệt quá. Không, tôi muốn ăn kem con. Trời ơi, tôi đói. Ôi, tiếng hét này từ đâu vậy? Có vẻ như ai đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ồ, mọi người là ai vậy? Muốn ăn bánh mì không? Hay là KitKat vàng? Ta muốn một thử thách. Tớ nghĩ sẽ rất là vui. Chúng ta đang ở đâu đây? Ôi, cậu cũng ở đây, xin chào. Ừ, chào cậu. Và chúng ta sẽ làm gì trong vòng đầu tiên? Mình muốn ăn spaghetti. Các bạn có mình làm mình ngạc nhiên được không? Mì ý sao? Thứ này dành cho người nghèo. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức để làm cho nó ngon. Đấy, bột mì của mình sẽ là tốt nhất rồi. Và mình cũng sẽ dùng một quả trứng vàng. Và thậm chí cả bụi vàng để làm spaghetti thực sự đắt tiền. Tiếp theo, cần trộn đều lên. Và có vẻ như sẵn sàng rồi đấy. Bây giờ, mình cán mỏng nó ra. Và sau đó, mình sẽ cắt nó thành spaghetti rất là mỏng. Mình sẽ làm điều này với con dao tròn. Đó, vậy là spaghetti đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần luộc nó lên thôi. Cần phải nhúng nó thật là cẩn thận để không bị bỏng. Ôi, thế mình làm mì từ cái gì bây giờ nhỉ? Ồ, có lẽ trong ba lô của mình có thành phần cần thiết. Mình xem nào. Ôi, ở đây nhiều rác thế. Ồ, nhưng mà mình cũng đã tìm thấy thứ mình cần rồi. Mì khô. Bây giờ chỉ cần làm chín nó. Cần phải ném nó vào ấm đun sôi nước như thế này này. Và đợi một chút. À, đúng rồi. Mình sẽ sử dụng Cheetos để làm gia vị như thế này này. Mình cần phải đập nát chúng ra. Này, nhận lấy đi. Ôi, trời ạ, à, thật là thiếu văn minh. Ôi, cậu nhìn kìa, spaghetti đang cháy rồi. Ôi, không phải chứ. Trời ạ, à, mình phải bỏ nó thôi. Bây giờ phải làm gì? À, mình có một ý tưởng rồi. Tại sao không làm cho Peach một bất ngờ nhở? Thay vì mì spaghetti ăn được, cậu ấy sẽ nhận được cả một hộp trang sức. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ rất là hạnh phúc. Kate, cậu đang làm gì vậy? Mình đang làm mì spaghetti theo luật. Mình sẽ cố gắng làm chúng thật ngon nhất có thể. Lúc đầu, mình cần phải bỏ nước đã. Và sau đó, chuyển mì spaghetti vào trong hộp như này này. Và ở trên, mình sẽ cho một đống Cheetos đã đập ra. Tuyệt lắm. Nhưng mà vẫn thiếu một cái gì đó. À đúng rồi. Mình sẽ cho thêm vài cây rau xanh. Như này sẽ còn đẹp hơn. Ôi trời ơi, thật là đáng sợ. Nào Peach, mong cậu thích. Mì spaghetti của Kate trông lạ thật đấy. Oh wow, nhưng mì spaghetti của Emma sáng bóng quá. Ôi, mình muốn thử nó càng sớm càng tốt. Ôi, nhìn như vàng thật vậy. Ai? Trời ơi, đây là răng thật sao? Ôi trời à, vì cái sợi dây này mình mất răng rồi. Ôi trời à, mong mình có thể trồng nó lại được. Ôi, Emma, cái này không buồn cười chút nào đâu. Thôi được rồi, thôi được rồi. Để hy vọng là ít nhất Kate không trêu đùa với tớ như vậy. Tớ chưa bao giờ ăn mì spaghetti với cả hai cái gậy này. Nhưng mà mùi thơm đấy chứ. Ồ, ngon thế. Kate, xin chúc mừng chiến thắng. Oh no, cảm ơn, mình cố gắng rồi, mình thắng rồi. Cậu ấy thích bàn này sao? Thật là không công bằng. Lần này, mình muốn một cái thứ gì đó thật là ngặt ngào. Hãy làm bánh cho mình đi. Ồ, bánh mình cũng thích. Mình nghĩ mình có thể làm một cái bánh này rất là ngon. Bánh của mình sẽ được làm từ đồ ngọt. Và tất nhiên là Nutella vàng rồi. Nhân tiện, Nutella này là ngon nhất và đắt nhất rồi. Đấy, không thể nào mà khác hơn. Nào nào nào, cái này là được đấy. Bánh của cậu sẽ được làm từ những cái miếng bìa này. Chắc chắn không ngon đâu, nhưng mà rất là độc đáo. Nhìn này, trông rất là giống đúng không? Trời ơi, bánh bằng bìa sao? Kinh khủng. Mình sẽ trang trí chiếc bánh của mình với sô-cô-la vàng. Mang đến đây nhanh lên nào. Ồ, nó đây rồi.
giờ chỉ cần là đun chảy nó thôi. Nó sẽ làm cho mình có một cái bánh rất là tuyệt vời. Bây giờ cần phải thử một chút. Quá là ngon. Còn bây giờ mình sẽ đổ ra bánh như thế này này. Đây sẽ là bánh đắt nhất mà các bạn đã nhìn thấy, đúng không Kit? Bạn ấy đi đâu rồi? 1, 2, 3. Nào, chơi thôi. Xong rồi. Cảm ơn. Cảm ơn, tôi chấp nhận tất cả món món ngon. Đấy, số kẹo này cũng đủ rồi. Ồ, đó, thế là xong rồi nhá. Nào, đến lúc phải biến chiếc bánh này thành một thứ ngon miệng hơn một chút. Mình sẽ làm cái này không chỉ có độc đáo mà còn ngon nữa. Mình hy vọng là Peach rất là thích sô-cô-la như mình thích vậy. Ồ, wow, nhìn đẹp chưa này. Mình sẽ còn buộc nó vào như thế này và sẵn sàng rồi. Đẹp chưa? Ồ, wow, Emma có một chiếc bánh đẹp quá. Rất đẹp và tất nhiên là rất là đắt tiền. Và để bánh còn ngon hơn, mình sẽ trang trí nó với cả những cái viên đất lấp lánh như thế này. Và tất nhiên là bằng những chiếc đồng xu sô-cô-la bằng vàng rồi. Đấy, như thế này mới là đẹp Peach, xin mời. Oh wow, bánh vàng, mặt khác là sô-cô-la. Tớ chắc là thử với chiếc bánh sô-cô-la. Đây là cái gì nữa đây? Trời ạ, đây là bìa cứng sao? Trời ạ, cái này không được ăn mà. Thôi không ăn đâu. Nhưng mà bánh vàng thì mình sẽ thử, tất nhiên rồi. Wow, nhìn ngon thật đấy. Ồ, quá tuyệt vời. Cái này chắc chắn là chiến thắng rồi. Ôi, cảm ơn nhá. Nhưng mà mình biết là mình sẽ thắng mà. Nào, ở vòng thứ 3, mình muốn các bạn chuẩn bị cho mình một cái burger nhá. Tất nhiên là mình không ăn những thứ kinh tởm như vậy. Nhưng mình sẽ nấu cho Peach. Cần phải bắt đầu với thịt băm hay sao ấy. Mình sẽ nặn cái viên này bằng cái miếng vàng này. Mình sẽ không chạm tay vào nó đâu. Đó. Bây giờ thì cần phải nướng nó lên rồi. Mình sẽ làm trong cái máy này của mình. Rất là đắt tiền. Sẵn sàng rồi. Ồ, mùi chắc chắn là đắt hơn rồi. Bây giờ thì có thể cho burger. Ôi, tại sao lại cho những thứ này chứ? Salad thực sự phải khác, phải cho tiền vào như thế này này. Nhìn trông cũng được đấy, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. À, thôi không sao. Nhờ cái này, mình sẽ xử lý được hết. Một vài nét và xong rồi. Một chiếc bánh burger của mình đắt hơn nhá, mà cậu không thể nào mà có thể mua được trong đời. Tớ cũng sẽ chuẩn bị chiếc burger. Bây giờ chỉ cần ấn nó xuống thôi. Ôi, hình như mình làm hỏng nó rồi. Ồ, mình có ý tưởng. Bây giờ mình sẽ bắt được một cái burger nào đấy. Ôi, cuối cùng mình có thể được ăn rồi. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, đồ ăn của tớ. Yeah, được rồi. Ôi, mình may mắn thật đấy. Để xem có gì nào. Trời ạ, ở trong này một đống đồ ngon của McDonald's này. Trời ạ, mình sẽ làm bánh burger từ tất cả những thứ này. Mình chắc chắn rằng mình sẽ có một cái bánh burger rất ngon và rất độc đáo. McDonald's ai cũng thích mà. Ôi, hết rồi sao? Không một lát khoai tây nào cho mình. Nhưng mà thôi không sao, mong là cái này sẽ giúp mình thắng. Wow. Ôi, cả hai burger trông thật là tuyệt vời. Mình sẽ bắt đầu từ cái này. Ở trong này có tiền và vàng. Ôi, hình như là tiền không có vị ngon chút nào. Cái này rất đẹp nhưng mà không ngon. Tất cả hy vọng cho chiếc bánh mì từ Kit. Trời ơi, cái bánh burger ngon thế này. Trời ơi Kit, xin chúc mừng. Đây là chiến thắng. Tuyệt quá, đập tay nào. Thôi được rồi, không thích thì thôi.
trong vòng cuối. Mình muốn mọi người làm cho mình bỏng ngô. Thật là thú vị. Có lẽ mình có ngô ở trong hộp đây này. Chắc là nó sẽ được thôi. Mở ra. Trời ạ. Mình sẽ phải tự mở cái lọ này thôi. Lọ ngu ngốc này nữa. Mở như nào giờ răng không dùng được. Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ dùng cưa nhá. Cả cái này cũng không được. Này, nhận lấy đi. Ai, đau quá. Nào, nhìn lên. Thôi được rồi. Được rồi này. Bây giờ, đến lúc mình phải làm bỏng ngô thôi. Để làm việc đó, mình sẽ đổ tất cả hạt ngô lên trên giấy bạc và chảo nóng. Và sau đó, bỏng ngô sẽ bắt đầu nở ra như thế này này. Bây giờ chỉ cần chờ nữa thôi. Một công thức thật là kỳ lạ. Nhưng nó hoạt động mà. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Trời ơi. Chắc là phải chờ một chút. Thế là bỏng ngô sẵn sàng rồi. Tớ nghĩ Peach rất là thích nó. Còn tớ sẽ dùng một chiếc máy làm bỏng ngô thực sự. Cần phải đổ hạt ngô vào trong đó. Và tất nhiên là kim tuyến lên trên đó. Và đừng quên đậy nắp nữa nhé. Đây, mình đang chờ đợi rồi. Nó làm việc lâu quá. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, có bao nhiêu là bỏng ngô miễn phí này, tuyệt quá. Trời ơi, một cơn nắc mộng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trời ơi, cả một núi bỏng ngô, tuyệt quá. Ngon thế. Emma, trời à, bạn làm tốt lắm. Mình rất là vui bởi vì có nhiều bỏng ngô như thế này. Đây là ước mơ của mình. Cảm ơn Peach nhá, mình rất là hài lòng. Nào, ăn hết đi, tất cả là đủ đấy. Hãy theo dõi kênh Munchido để không bỏ lỡ những thử thách hài hước và thú vị tương tự nhé. Viết trong phần bình luận xem cậu muốn thử món ngon nào nhất từ video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye!